Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, sáng nay 6 tháng 3, hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia đã được tổ chức tại thành phố Melbourne do Thủ tướng Australia Anthony Albanese chủ trì, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Quốc vương Brunei, Tổng thống các nước Philippines, Indonesia, Thủ tướng các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia, Timor-Leste và Tổng thư ký ASEAN cùng tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN-Australia trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo Australia và ASEAN bày tỏ sự hài lòng với sự phát triển quan hệ và thành quả hợp tác giữa hai bên, nhất là từ khi hai bên thiết lập đối tác chiến lược năm 2014 và đang nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2021. Australia là đối tác đối thoại đầu tiên và cũng là một trong những đối tác đầu tiên thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN. Quan hệ hai bên đang phát triển năng động trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và hợp tác phát triển. Trao đổi về những định hướng phát triển quan hệ thời gian tới, hai bên nhất trí cần nỗ lực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, nhất là thương mại và đầu tư, thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand, ANZFTA mới được nâng cấp, và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thương mại điện tử, đưa các lĩnh vực hợp tác này thành những động lực tăng trưởng mới cho quan hệ kinh tế hai bên. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hội nghị, đánh giá cao quan hệ gần gũi và lâu đời giữa ASEAN và Australia và sự hợp tác hỗ trợ của Australia đối với ASEAN 50 năm qua. Thủ tướng đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN-Australia thời gian tới. Theo đó, ASEAN và Australia cần đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 năm tới, đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động, đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và những ngành lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đề xuất tổ chức diễn đàn cấp cao ASEAN-Australia về kinh tế số để trao đổi cơ hội hợp tác, trong đó có khả năng đàm phán Hiệp định Kinh tế số ASEAN-Australia. Ba tăng cường mà Thủ tướng đề xuất gồm tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực, đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác thúc đẩy xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, khuyến khích các nước lớn đóng góp có trách nhiệm với khu vực. Tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển, vì phát triển bao trùm, bền vững, nhất là trong các dự án kết nối hạ tầng chiến lược, giúp tạo chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội tại các tiểu vùng nghèo, chậm phát triển của ASEAN. Cùng với đó, tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh của hơn 1 triệu người gốc ASEAN, trong đó có hơn 350.000 người gốc Việt tại Australia, góp phần tăng cường sự hiểu biết, đồng cảm và gắn kết, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai bên, qua đó củng cố nền tảng xã hội lâu dài bền chặt cho quan hệ. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Australia công bố bổ sung 222,5 triệu đô la Australia cho hợp tác với các nước tiểu vùng Mekong, lập quỹ đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Australia và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư với các nước ASEAN trong thời gian tới. Ngày hôm nay tại Hà Nam, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội 14 tổ chức hội nghị các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng đóng góp ý kiến dự thảo đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các thành viên của Tiểu ban Điều lệ Đảng cùng các bí thư tỉnh ủy vùng đồng bằng sông Hồng. Báo cáo tổng kết 5 năm về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc. Việc đánh giá đúng những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải xem xét, đánh giá bao quát, toàn diện, khách quan, phản ánh được đúng thực tiễn công tác xây dựng Đảng từ trung ương xuống cơ sở, từ đó đề ra phương hướng giải pháp về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, nội dung của dự thảo đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng có phạm vi rất rộng, nhiều vấn đề đặt ra. Do vậy, cần tập trung thảo luận về bố cục, nội dung từng phần của đề cương. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương trong cả nước, Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ hoàn thiện đề cương và xin ý kiến của Trung ương. Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về kế hoạch tổng kết thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh hoạt động thăm hỏi tặng quà sẽ do tỉnh chủ động triển khai thực hiện cho phù hợp. Đối với kế hoạch gặp mặt chiến sĩ Điện Biên Phủ, đề nghị sẽ mời toàn bộ chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Lai Châu. Một số địa phương khác chỉ mời đại diện chiến sĩ Điện Biên, đồng thời mời thêm các chiến sĩ Điện Biên là anh hùng lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn quốc, thân nhân các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu. Đối với kế hoạch tổng kết thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cần cắt bỏ các khâu không cần thiết. Đảng, Nhà nước đang dự kiến sẽ triển khai mô hình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên phạm vi cả nước, gắn liền với những sự kiện lịch sử. Việc tỉnh Điện Biên triển khai thành công đề án sẽ là tiền đề cho các địa phương khác. Bởi vậy, chương trình tổng kết tại Điện Biên sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận. Việc phát biểu tham luận cần chọn lọc đại biểu đủ các cấp từ tỉnh đến thôn, bản nhằm tổng hợp nhiều ý kiến, sáng kiến trong công tác thực hiện đề án. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo từ nay đến ngày 24 tháng 4 và từ ngày 2 đến 16 tháng 5, đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu hỏa dịp thấp điểm năm 2024. Theo đó, hành khách mua vé cá nhân các đoàn tàu thống nhất SE1, SE2, SE5, SE6 giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại trước ngày đi tàu từ 5 đến 9 ngày được giảm 5% giá vé, trước từ 10 đến 19 ngày giảm 10%, trước từ 20 đến 39 ngày giảm 20%, trước từ 40 ngày trở lên giảm 40%. Điều kiện áp dụng là vé phải có cự ly di chuyển từ 900 km trở lên. Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá đến tháng 5, giảm giá vé cá nhân tàu thống nhất khi mua xa ngày đi tàu đến 30%. Tuy nhiên, khi khách đổi trả vé tàu hỏa đã giảm 20%, 30%, mức phí khấu trừ sẽ tương đương mức giảm và phải đổi trả trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ. Hành khách chỉ được đổi vé một lần và vé đổi phải có cùng ga đi, ga đến với vé trả, không thay đổi thông tin hành khách đi tàu. Sau khi đánh giá tác động của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung nhóm đối tượng là thân nhân người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, nhà nước sẽ hỗ trợ 30% mức đóng, 70% còn lại do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng, trong đó người lao động đóng 1/3 và chủ sử dụng lao động đóng 2/3, tương tự như trách nhiệm đóng đối với người lao động. Bộ Y tế cho rằng quy định này sẽ góp phần tạo ra sự an tâm cho người lao động trong suốt quá trình lao động sản xuất. Tuy nhiên cũng sẽ làm tăng chi ngân sách và chi phí của doanh nghiệp cũng như người lao động để mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm nay và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có nội dung đề xuất nới điều kiện về thu nhập đối với người mua. Theo đó, đối với điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội được đề xuất trong dự thảo, nghị định phải đáp ứng điều kiện thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu đồng một tháng, tính theo bảng tiền công được xác nhận. Thời hạn xác định điều kiện về thu nhập trong 3 năm trước liền kề năm được xét mua hay thuê mua nhà ở xã hội. Như vậy, đối chiếu với quy định cũ, mức thu nhập của người mua nhà ở xã hội đã được Bộ Xây dựng đề xuất tăng lên thêm 4 triệu. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng bay trong nước chủ động kế hoạch khai thác và có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt. Nguyên nhân là Việt Nam có 44 máy bay A321neo bị nhà sản xuất triệu hồi do lỗi động cơ sẽ làm cho các máy bay trên phải dừng khai thác trong năm 2024 và năm 2025. Đối với đường bay tới Côn Đảo chưa tiếp nhận được các loại máy bay lớn, Cục chỉ đạo các hãng hàng không rà soát kế hoạch, nghiên cứu loại máy bay phù hợp để có thể khai thác đường bay đi đến Côn Đảo nói chung và đường bay thẳng Hà Nội-Côn Đảo nói riêng. Cục Hàng không cũng khuyến cáo các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không nghiên cứu lựa chọn các hình thức phương tiện phù hợp với kế hoạch di chuyển đến các điểm đến, trong đó có Côn Đảo. Bên cạnh đó, chủ động theo dõi thông tin về kế hoạch khai thác của các hãng hàng không để sắp xếp kế hoạch, sớm đặt vé khi lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không. Thưa quý vị, bệnh dại là một trong những bệnh nguy hiểm và có thể lây sang người từ chó mèo. Tuy nhiên thì tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo hiện nay mới chỉ đạt khoảng 52% trên tổng số cá thể 7,4 triệu con. Do đó, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ chó sang người vẫn rất đáng lo ngại. Số liệu ngay trong 2 tháng đầu năm nay cho thấy là cả nước đã có 22 người tử vong do bị chó dại cắn, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo luật chăn nuôi, chủ nuôi chó mèo phải thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định của pháp luật về thú y. Pháp luật cũng quy định các hình thức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với các hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.
Tuy nhiên, hiện số cá thể chó mèo được tiêm phòng vaccine bệnh dại mới chỉ đạt 3,9 triệu con trên tổng số 7,4 triệu con, tức đạt tỷ lệ trên 52%. Theo yêu cầu là phải đạt cái tỷ lệ là trên 70% trên cái tổng đàn mà thuộc diện tiêm như vậy. Rồi rõ ràng ở đây là cái ý thức của cái người chủ nuôi chó, người ta không nhận thức được rõ cái việc mà tầm quan trọng, cái sự nguy hiểm của dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dại. Việc chủ quan coi nhẹ tiêm phòng vaccine bệnh dại cũng như vẫn còn tình trạng để chó thả rông ra ngoài cộng đồng không đeo dọa mõm là nguyên nhân dẫn đến 22 ca tử vong do bị chó dại cắn tính từ đầu năm đến nay. Điển hình gần đây nhất là sự việc chó lao vào trường học tấn công học sinh và thầy giáo tại tỉnh Quảng Ninh. Toàn bộ các cái ca bệnh dại mà xuất hiện trên động vật ấy, trên chó và đồng thời trong thời gian qua có một số là xuất hiện trên người như vậy là đều xảy ra ở những cái địa bàn là tỷ lệ tiêm phòng là cho đàn chó là về cơ bản là thấp. Cái thứ hai là cái việc mà quản lý đàn chó nuôi là không được hiện tốt. Là một trong những địa phương có số hộ gia đình nuôi chó mèo lớn nhất của cả nước, Hà Nội trong nhiều năm qua luôn duy trì tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó mèo đạt khoảng 90%. Tới đây, 4 quận nội thành sẽ tiến hành thí điểm quản lý chó mèo bằng thiết bị gắn chip điện tử. Mà những cái hộ mà một số hộ họ nuôi chó thường ấy, thì họ không muốn tiêm phòng vaccine và chó cảnh thì họ sẽ tiêm. Nhưng chó họ đã bảo lý do là thịt hoặc là bán. Thì những cái như thế thì tôi phải vận động kết hợp cùng mấy cả cán bộ tổ dân phố đến tận nhà và giải thích rồi tuyên truyền vận động, và nếu như mà chưa thịt chưa bán thì vẫn phải tiêm. Việc gắn chip quản lý đàn chó mèo là nó mục đích là cái thứ nhất là để mà cập nhật được cái thông tin trên cái phần mềm là đối với cái chủ nuôi chó mèo và một số những cái thông tin như là ngày tháng tiêm phòng, và để cũng là tăng cường cái việc mà phòng chống bệnh dại động vật. Ngược lại, hiện có khoảng 6 tỉnh thành trên cả nước có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó mèo chỉ đạt dưới 30%, là Sóc Trăng, Quảng Bình, Hậu Giang, Bình Định, Long An, Quảng Nam. Mùa nắng nóng hàng năm được nhận định là thời điểm dễ bùng phát của các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh dại. Do đó, người nuôi chó mèo cần tiến hành các biện pháp tiêm phòng sớm bệnh dại cho vật nuôi của mình để bảo vệ người thân và cộng đồng xã hội. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Peru Alberto Antarola đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh nhà lãnh đạo này bị cáo buộc lợi dụng chức quyền trong việc ký kết hợp đồng lao động của chính phủ. Phát biểu trước báo giới, ông Otarola cho biết ông đã thông báo quyết định từ chức với Tổng thống Peru Dina Boluarte. Hôm nay tôi đã thông báo quyết định từ chức với Tổng thống để bà Boluarte có thể yên tâm cải cách nội các theo sự cân nhắc của mình. Quyết định trên của Thủ tướng Otarola được đưa ra trong bối cảnh hồi cuối tuần trước, truyền thông Peru đã công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện thân mật giữa ông Otarola với một phụ nữ tên là Iyagire Pinedo. Người phụ nữ này sau đó đã giành được các hợp đồng lao động với số tiền 14.000 đô la Mỹ liên quan đến công tác lưu trữ và hành chính cho chính phủ. Ông Otarola đã phủ nhận mọi hành vi vi phạm luật lao động của Peru hoặc các hành vi sai trái khác. Trong khi đó, cô Pinedo cho biết cuộc trò chuyện nói trên diễn ra từ năm 2021, trước khi ông Otarola giữ các chức vụ quan trọng trong nội các hiện nay. Ông Otarola, 57 tuổi, là một luật sư dày dặn kinh nghiệm, từng giữ chức tránh văn phòng nội các trong chính phủ của Tổng thống Boluarte trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng. Lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào hai tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết là các lực lượng nước này đã bắn hạ 3 UAV và 1 tên lửa. Trong tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn của Houthi xác nhận đã triển khai chiến dịch quân sự nhắm mục tiêu vào hai tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Lực lượng này cũng khẳng định sẽ mở rộng tấn công các mục tiêu nhằm thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine ở dải Gaza, cũng như để đáp trả hành động quân sự của Liên quân Mỹ-Anh tại Yemen. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các lực lượng của nước này đã bắn hạ 1 tên lửa đạn đạo chống hạm và 3 thiết bị bay không người lái của Houthi nhằm vào tàu khu trục USS Kearny của Mỹ trên Biển Đỏ. CENTCOM cũng xác nhận không có thương vong và thiệt hại nào trong vụ tấn công trên và cho biết các lực lượng Mỹ sau đó cũng đã phá hủy 3 tên lửa chống hạm và 3 tàu mặt nước không người lái ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Mạng xã hội X của tỷ phú Mỹ Elon Musk hôm qua đã thắng hầu hết các vụ kiện về vi phạm bản quyền nhạc số.
vụ kiện do 17 nhà xuất bản âm nhạc đệ trình với cáo buộc mạng xã hội này vi phạm bản quyền gần 1.700 ca khúc khi cho phép người dùng đăng nhạc trực tuyến không xin phép. Theo phán quyết dài 21 trang của Tòa sơ thẩm liên bang thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ, X không phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi vi phạm theo luật bản quyền liên bang vì nền tảng này chỉ cung cấp không gian cho nội dung do người dùng tạo ra. Phán quyết cũng cho rằng X không phải chịu trách nhiệm gián tiếp về hành vi vi phạm, theo đó không có nghĩa vụ kiểm soát nội dung của người dùng hoặc xin phép bản quyền âm nhạc trước. Do đó, tòa đã bác bỏ hai khiếu kiện vi phạm và hạn chế khiếu kiện thứ ba về hành vi vi phạm có tính chất bổ sung. Tháng 6 năm ngoái, Sony Music, Universal Music và các thành viên khác của Hiệp hội các nhà xuất bản âm nhạc quốc gia Mỹ đã kiện X đòi bồi thường thiệt hại hơn 250 triệu đô la Mỹ với cáo buộc mạng xã hội này thường xuyên phớt lờ và tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm bản quyền để có lợi thế cạnh tranh so với các nền tảng khác như Facebook hay YouTube.